Em xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, cả nhà nhìn thấy đây là cái hoa của cái cúc lá gai, hay còn gọi là cúc nhị đỏ đó cả nhà. Vậy nó cái loại này hoa của nó bự quá trời luôn, bự to tướng luôn cả nhà. Đó, đây, bự bành luôn ha. Đó, đây là cúc lá gai nha, hay còn gọi là cúc nhị đỏ đó cả nhà. Đó, hoa rất là to và nó cho hoa là hoa chùm không, nó không bị rụng nụ nữa nha cả nhà. Đó, thì bên vườn mai nhà em cũng được một số cây ha. Chúng ta giao lưu chỉ giá 100 ngàn một cây thôi cả nhà. 100 ngàn một cây thôi ha. Đó, cây gốc rất là đẹp nha, rất to luôn. 100 ngàn một cây. Ba cây thì em bao ship nha. Đó, đây là cúc nhị đỏ nha cả nhà. Hoa của nó nè, rất là đẹp. Ý mà bây giờ em đi trưa á, cho nên là hoa của nó không còn tươi mà nó to bự như thế này ha. Rồi đây cúc nhị đỏ, giá 100 ngàn một cây nha cả nhà. Đó, đây. Em được một số cây ha. Ai thích thì alo cho em nha. Đó, đây. Cúc nhị đỏ hay còn gọi là cúc lá gai đó, lá gai nhị đỏ là nó đó nha cả nhà. Đó, giá chỉ có 100 ngàn một cây thôi nha. Ba cây thì bên em bao ship luôn cả nhà. Rồi mình tiếp tục cái hàng bên đây nữa cả nhà. Hàng bên đây chính là hàng cúc gia đình nè. Cúc này ha, em thấy đọt đỏ rất là đẹp luôn cả nhà. Đọt đỏ rất là đẹp luôn nè. Đó, đây. Phải nói là hoa của nó thì cũng rất là đẹp nha. Hoa của nó là dạng phong tròn cả nhà. Phong tròn ha, thì em có hai loại. Một cái loại là cái củ bự và một cái loại là củ nhỏ. Thôi bây giờ em bán giá 100 ngàn hết luôn đi. Đó, đây, nó cái củ như thế này nè, giá 100 ngàn ha. Nè, cả nhà nhìn thấy nó ra đọt đỏ lụa luôn nè, 100 ngàn cây luôn ha. Ba cây thì bên em bao ship luôn nha cả nhà. Đó, đây là cúc gia đình nha. Cúc gia đình. Đó, đây. Cây nó rất là đẹp nha. Nó lùng liền cành nhánh thì nó có nhiều rồi, chúng ta về cũng có thể lấy một ít đo ha. Đó, đây là cúc gia đình nha. Giá thì chỉ 100 ngàn cây thôi cả nhà. Ba cây thì bên em bao ship luôn nha cả nhà. Đó, rồi đây, đọt đỏ rực luôn nha. Rất là đẹp, vừa chơi hoa vừa chơi lá luôn. Rồi tiếp tục cái hàng bên đây là hàng thọ hương cả nhà. Thọ hương thì cái lô này nó không cao nhưng mà rễ nó đẹp nha. Đó, thọ hương ha. Rồi, đây. Đó, cây như thế này đây. Em bán với giá là 70 ngàn cây thôi cả nhà. Đó, 70 ngàn một cây nha. 3-4 cây thì em bao ship nha. Và tất cả các cái loại mà chúng ta lấy nó tầm đủ 4 cây thì bên em bao ship nha cả nhà. Đó, thọ hương này 70 ngàn cây. Đó, 4 cây thì bên em bao ship nha. Rồi, dài tới rất là nhiều giống. Này, có cái cúc tư long nở hoa rất là đẹp nè. Hoa của nó phải nói rất là to luôn, to đùng luôn mà màu nó rất là đẹp, rất là tươi luôn đó cả nhà. Đó, đây là cúc tư long ha. Thì nãy em có giới thiệu với chúng ta cúc tư long là 125 ngàn cây. Thì nó rất là to luôn ha. Rồi, đó chính là các giống mai bên vườn mai nhà em nha. Ai thích loại nào thì xin hãy alo nhé cả nhà.